Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Đồng hành cùng cặp lá yêu thương. Và cậu bé ngày hôm nay tôi ghé thăm là một trong số những chiếc lá chưa lành. Và điều đặc biệt là cậu bé ấy có cùng chung tên với tôi, đó là Phúc. Ngay bây giờ thì Hạnh Phúc xin được mời tất cả quý vị hãy cùng ghé thăm gia đình em Đại Phúc ở Quảng Bình nhé. Em tên là Trần Đại Phúc ạ. Năm nay 14 tuổi. Tên này do ông đặt ạ. Tên là Trần Đại Phúc, nghĩa là cái phúc lớn. Khen tên em là đẹp mà, có ý nghĩa. Đó là những mong ước của cả nhà và đặc biệt là ông nội. Ông nội Phúc năm nay cũng đã 85 tuổi, cũng là chỗ dựa duy nhất của em cho đến nay. Chân ông bị đau nên đi lại khó khăn và không làm thêm được công việc gì. Phúc chăm sóc ông và dọn dẹp nhà cửa. Ông là thầy giáo về hưu nên việc ông có thể làm cho cháu đó là dạy Phúc học. Tin vào cháu nghĩa là trong sao cho cháu là thành đạt giống như người đã có cha có mẹ, tiến bộ như những người khác. Căn nhà này lẽ ra đã có đầy đủ mọi thành viên và ba thế hệ, nhưng rồi những nghịch cảnh cứ khiến cho mọi người rời đi. Ông tuổi càng cao thì tương lai của Đại Phúc càng mịt mờ. Chứ không biết cái người tương lai của cháu là cháu sống ra được. Là ông bà là gia đình đối với em ạ. Em cũng xem cặp lá yêu thương với lại thấy cặp lá yêu thương là có nhiều bạn có hoàn cảnh giống em. Đại Phúc chia sẻ rằng chính sự lạc quan của các bạn cùng hoàn cảnh đã khiến cho em có những suy nghĩ khác về cuộc sống. Thỉnh thoảng ông và Phúc cùng đọc lại truyện Kiều. Ông đọc như một cách rèn luyện lại trí nhớ. Còn Phúc thấy đó là niềm vui trong cuộc sống của mình. Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Thế Đại Phúc có ước mơ gì không? Em chưa có ước mơ nhưng mà em vẫn đang muốn được đi học. Gần xa nô nức nhìn anh. Phúc ơi, con chào ông. Xin chào Đại Phúc nhá. Hai ông cháu đang ngồi đọc thơ ạ? Thơ truyện Kiều đúng không ạ? Khi mà nghe ông đọc này mình không nhớ được, nhưng mà cảm nhận của mình về truyện Kiều là như thế nào? Con cảm thấy truyện Kiều là rất hay ạ. Chú cũng đã lắng nghe những tâm sự của Đại Phúc rồi, là bây giờ là mình không có nhiều ước mơ mà chỉ có một cái ước mơ duy nhất, đó là làm sao được đi học. Giải thích thêm cho chú về ước mơ này. Dạ, con thích đi học ạ. Vì đi học giúp chúng ta biết thêm nhiều kiến thức và có bạn bè chơi cùng ạ. Kiếm được tiền và giúp ông ạ. Hôm nay, Hạnh Phúc còn trở thành gia sư dạy toán cho Đại Phúc. Hai chú cháu đã giải được một bài toán khó. Vừa rồi là những giây phút học bài vui vui. Còn bây giờ thì chú Hạnh Phúc muốn mời Đại Phúc và ông nội sẽ cùng đến với một món quà. Chiếc lá lành này có trao tận tay Hạnh Phúc một lá thư. Và ngày hôm nay Hạnh Phúc xin phép được làm cầu nối để trao lá thư này tận tay đến cho Đại Phúc. Đại Phúc thân mến, chúng tôi đi chú Master Rice Holmes đã có cơ hội được nghe câu chuyện của cháu. Chính từ những ấn tượng ấy, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ cháu với một phần học bổng trị giá 20 triệu đồng, mong góp phần cho cuộc sống của hai ông cháu bớt khó khăn vất vả, đồng thời cũng là mong muốn Đại Phúc sẽ tiếp tục cố gắng theo đuổi con đường học tập. Hãy đọc thư thật chậm và nhận món quà của chúng tôi nhé. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cháu và ông nội. Thư được gửi từ những người yêu mến cháu. Xin cảm ơn chương trình đã quan tâm đến ông cháu của tôi và cùng hứa sống ngày nào tôi sẽ giác chiều làm thế nào cho thằng cháu học giỏi và có nhiều cái thành tích để cùng xứng đáng với cái sự quan tâm của cả cái nhà tài trợ. Ngày hôm nay con rất bất ngờ khi nhận được lá thư và món quà của các cô các chú. Con là một cậu bé ít nói, vậy nên con không biết nói thế nào. Nhưng con sẽ cố gắng học giỏi và chăm sóc cho ông, gửi đến các cô các chú một trái tim thật lớn. Một lần nữa xin được cảm ơn
chiếc lá lành đã đồng hành cùng với cặp lá yêu thương ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng thả tim. Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình đồng hành cùng cặp lá yêu thương ngày hôm nay.